Thưa quý vị, như chúng tôi đã đề cập trong bản tin ngày 21 tháng 8, khi tựa game di động mới Swing Quarter của lập trình viên nổi tiếng toàn cầu Nguyễn Hà Đông vừa mới được ra mắt, đã có hàng loạt tựa game nhái và giả mạo tựa game này xuất hiện. Không chỉ trên nhiều trang mạng mà ngay cả kho ứng dụng nổi tiếng như Google Play cũng dễ dàng tìm thấy hàng loạt tựa game ăn theo trò chơi này. Nếu người dùng không cẩn thận trước khi tải game thì ngoài việc không được chơi game Swing Quarter của Nguyễn Hà Đông mà sẽ phải đối diện với rất nhiều mối nguy hại khác. Sáng ngày 21 tháng 8, khi biết tựa game Swing Quarter chính thức ra mắt, anh Đỗ Phú Hoàng đã thử tải game về chơi. Vì đây là tựa game mới của tác giả Nguyễn Hà Đông nổi tiếng với tựa game đình đám Flappy Bird, nên anh Hoàng rất mong chờ được chơi tựa game này. Tuy nhiên, khi vào kho ứng dụng của Google Play hay App Store, anh Hoàng nhận thấy có rất nhiều game đều có tên Swing Quarter trải dài như ma trận. Với một ứng dụng game giả mạo Swing Quarter như thế này, về hình ảnh icon và cách chơi khá tương đồng với game chính, tuy nhiên trong quá trình chơi thì tựa game giả mạo này liên tục bị gửi những phần mềm quảng cáo về điện thoại người chơi. Các cái trò chơi đó thì họ gắn rất nhiều các cái quyền, các yêu cầu can thiệp vào phần cứng của máy như là wifi hay là thanh toán qua internet, những cái thậm chí là cả quảng cáo nữa. Thì những cái điều này là sẽ giúp cho những người phát triển cái game đó họ kiếm thêm một chút lợi nhuận từ cái hiệu ứng của cái game Swing Quarter của Hà Đông này. Chuyên gia an ninh mạng BKV cho biết, đối với tựa game chuẩn của Nguyễn Hà Đông chỉ có 3 phần cơ bản là Android, Best Game Antip và Com. Đây là những phần cơ bản để có thể chạy game. Còn đối với những tựa game giả mạo sẽ có thêm 2 phần, đó là Net chấm kích hoạt chấm Android và Adflex. Những phần mềm thêm này sẽ tích hợp thêm vào game những tính năng như xem quảng cáo hoặc tự động gửi tin nhắn về máy điện thoại để ăn cắp tiền trong điện thoại. Có thể thấy với từ khóa được nhiều người tìm kiếm như Swing Quarter trong những ngày này càng khiến cho cơn sốt về những game nhái, những phần mềm ăn theo tựa game này tràn lan trên các website. Hiện nay thì việc giả mạo các game nhái, các cái tựa game phổ biến thì nó đã trở thành một cái ngành công nghiệp đen. Chính vì thế mà cứ bất kỳ một cái game mới mà được nhiều người chú ý ra đời thì ngay lập tức là sẽ có những cái game nhái, những game giả mạo đưa lên các cái chợ ứng dụng ở bên ngoài. Thế thì nếu một người sử dụng mà không may mà cài phải những cái ứng dụng game nhái này thì có thể sẽ bị mất tiền ở trong cái tài khoản điện thoại, bởi vì là các cái game nhái nó sẽ âm thầm gửi các cái tin nhắn đến cái đầu số dịch vụ thu phí cao. Ngoài ra thì nó có thể thu thập các cái thông tin cá nhân của người sử dụng để tải lên các cái server cho hacker. Đại diện BKAV cũng cho biết thêm, người chơi nên phân biệt rõ ràng những game nhái có chứa mã độc và game ăn theo. Với những tựa game trên các website không chính thống, người chơi nên cẩn thận khi download vì có thể gặp phải những sự cố nguy hiểm từ tựa game nhái này. Trên Google Play thì đấy là những cái game ăn theo. Những game ăn theo thì có hình thức nó tương tự như thế. Còn những game giả mạo là những game mà nó nhái hoàn toàn và nó sẽ đưa thêm những cái đoạn mã độc vào, ví dụ như là mã độc gửi tin nhắn hay là đưa thêm các cái đoạn mã quảng cáo. Không chỉ riêng game Swing Quarter mà trước đó cũng có rất nhiều tựa game nổi tiếng của Việt Nam bị làm giả làm nhái như Flappy Bird, School Chatter hay game bắt chữ. Điều đáng nói là hiện tượng về làm nhái làm giả game như thế này vẫn đều đặn diễn ra ngay cả trên các kho ứng dụng uy tín như Google Play hay App Store. Và người dùng chỉ còn cách duy nhất là phải rất tỉnh táo khi tải game mà thôi.